từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chỉ mất hơn 20 phút để đến dự án theo tuyến xa lộ Hà Nội, chỉ 15 phút đến trung tâm kinh tế tài chính Thủ Thiêm theo tuyến đường Hương lộ 2, 5 phút đến sân gốc Long Thành 36 lộ tiêu chuẩn. Mười phút đến Bệnh viện Quốc tế Sinh Mác. Mười phút đến Sơn Tiên, một trong những khu vui chơi giải trí lớn nhất Đông Nam Á. Mười lăm phút đến trung tâm thành phố Biên Hòa. Mười lăm phút đến trạm cuối tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Hai mươi phút di chuyển đến cảng hàng không quốc tế Long Thành. Aqua City.